Tối qua trên đoạn sông Cần Thơ tại khu vực Chợ Nổi, cách cầu Cái Răng khoảng 2 km, chiếc tàu vận tải mang biển kiểm soát CT00439 đang vận chuyển hàng chục tấn hàng hóa đã bất ngờ phát nổ và bị chìm ngay sau đó. Rất may là vụ nổ không có thiệt hại về người và phóng viên chúng tôi đang có mặt tại hiện trường thì sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết về công tác trục vớt con tàu này. Đến chiều nay thì việc trục vớt hàng hóa trên chiếc tàu chở hàng 49K CT00439H vẫn chưa hoàn thành, dù rằng có đến hàng chục người đang làm công tác này. Theo thông tin ban đầu thì chiếc tàu bị chìm vào chiều tối ngày 20 tháng 10 khi đang chuyển hàng hóa. Tàu có trọng tải khoảng 60 tấn, chở nhiều loại hàng như là hàng điện máy, phụ tùng xe đạp, rau quả thực phẩm, giày gạch men. Một tiếng nổ lớn bất ngờ xảy ra và đây là những gì còn lại của phần cabin tàu sau vụ nổ. Theo người dân thì cabin tàu đã văng ra xa hàng chục mét. Được biết ông là một trong những người đầu tiên có mặt ở hiện trường khi mà chiếc xe này nó phát nổ cho nó chìm. Thì lúc đó ra ban đêm thì cái công tác cứu hộ trục vớt đồ đạc có hàng dữ không? Thì ở đây công an phường, công an quận rồi các đội nghiệp vụ là xuống hết á, rồi mới vận động mấy cái ghe mượn mấy cái đò của mấy người dân này nè, rồi lực lượng dân phố, dân quân tự vệ của phường, công an phường rồi đó xuống tiếp hỗ trợ trục vớt cho tàu người ta. Nhưng mà ở đây tới 1 giờ đêm á, có một người dân người ta vớt đồ tiếp á, thì người ta cũng bị văng ba cái dáng rồi cũng chạy mình về mấy. Chỉ có người đó thôi, còn với tàu thì không ai bị gì hết. Nhưng mà khi mà người ta dân người ta điện báo thì người ta nói là chết một người, bị thương người. Nhưng mà khi mà lực lượng lên nó thì không thấy. Nó lui từ cái tàu đó thì nó chao đảo. Chao đảo rồi có cái hình như là có khối lượng sắt ở trên tận mui á, nó cao cho nên là nó bị chao đảo, nó lắc cái sắt nó tràn, nó lật sang bên chìm luôn. Nhiều người cũng cho biết là tiếng nổ phát ra khá lớn khiến nhiều người giật mình. Rất nhanh sau đó thì người dân địa phương và lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ chủ ghe trục vớt hàng hóa ngay trong đêm. Tuy nhiên là do được thực hiện giữa đêm tối cho nên là việc vớt hàng hóa cũng khá là khó khăn. Theo nhận định của ngành chức năng thì với lượng hàng hóa lớn như vậy thì rất có thể là phải đến ngày mai việc trục vớt mới hoàn thành. Sau đó công tác điều tra khám nghiệm hiện trường mới được công an thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện. Vụ nổ đến thời điểm này vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính thức nhưng rất may mắn là không có ai thiệt mạng. Chiều nay, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã chính thức thông báo thiệt hại của hai vụ cháy mới đây nhất tại khu công nghiệp Quang Minh và khu Nam Trung Yên. Theo đó, thì vụ cháy tại khu công nghiệp Quang Minh đã gây thiệt hại lên đến 130 tỷ đồng. Còn vụ cháy ở Nam Trung Yên khiến cho 1.000 m2 nhà cửa bị thiêu rụi hoàn toàn. Tuy nhiên, cả hai vụ cháy này đều không thiệt hại về người,